Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình phát triển hạ tăng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, cùng với việc quan tâm đầu tư hạ tầng khu vực biên giới, tỉnh Gia Lai cũng đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại, tạo tiền đề để thúc đẩy kết nối giao thương thị trường hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Sau 2 năm, các hoạt động xúc tiến thương mại khu vực biên giới bị hạn chế do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19. Đầu tháng 12 năm 2022, phiên chợ biên giới do Sở Công Thương Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ và huyện Osadao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, là bước khởi động lại các chương trình xúc tiến thương mại biên giới của tỉnh. Phiên chợ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 đã thu hút 60 gian hàng tham gia, là cơ hội để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, sản phẩm ô cốp, hàng nông sản, ẩm thực đặc trưng của địa phương và một số sản phẩm của tỉnh Ratanakiri. Mình có nhà yến được nem nem, mà mình làm ra sản phẩm từ yến, mình tinh chế và mình chế biến luôn. Vì lúc trước là nói chung là mình mới làm cho nên cái sản phẩm của mình là nó ra thị trường chậm. Cho nên mình đang làm cái sản phẩm ô cốp, là mình đạt ô cốp của huyện là được 3 sao. Giờ là mình đang ra tỉnh. Còn thông qua những cái chương trình như có cái hội chợ nhà nước tổ chức này thì cái sản phẩm của mình ra thị trường được mạnh hơn và tiếp cận được với người tiêu dùng nhiều hơn. Gia đình làm cái nghề này thì đi bán đồ truyền thống thì ý là đi tham gia chợ viên thì chỗ nào cũng đi rồi người ta cũng biết đến nhiều sản phẩm ở nhà rồi đi bán ví dụ như đi ở Kon Tum, Đắk Lắk đó người ta cũng biết đến tìm tới rồi mình cũng đi bán ra cho người ta cho bà con người ta đó. Cũng hơi bị được. Thế là có ngày thì cũng 20-30 bộ đó. Trước đây các phiên chợ được Sở Công Thương tổ chức tại tỉnh Ratanakiri và năm nay được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Việc tăng cường các hoạt động thương mại tại khu vực biên giới đã tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp, nhân dân hai nước giao thương, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa và khuyến khích đầu tư, phát triển các hoạt động hỗ trợ thương mại tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và cửa khẩu quốc tế Osadao. Ngày này tiếp dương miền Oka. Trong các chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam Campuchia cũng như lãnh đạo hai tỉnh Ratanakiri, Gia Lai luôn quan tâm đến các chương trình hợp tác phát triển kinh tế để giúp phát huy tiềm năng lợi thế của hai tỉnh, tạo điều kiện cho bà con được qua lại trao đổi hợp tác tại khu vực biên giới. Hôm nay Sở Công Thương Gia Lai phối hợp tổ chức phiên chợ, chúng tôi mong muốn các chương trình hợp tác này sẽ là khởi đầu để tiếp tục sẽ có những chương trình hợp tác phát triển trong thời gian tới tốt đẹp hơn. Được sự ủng hộ của Bộ Công Thương rồi Ủy ban nhân tỉnh thì hàng năm thì Sở Công Thương vẫn tổ chức các phiên chợ tại tỉnh bạn cũng biên giới nhân tỉnh bạn, nhưng mà sau thời gian dịch 2 năm vừa rồi thì đây là cũng là lần đầu tiên khởi động trở lại để mà tiếp tục để kết nối giao thương giữa hai bên, mà tiếp tục là coi như những năm tới là sẽ triển khai những các cái cùng với Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ để tổ chức các cái phiên chợ nó có ý nghĩa và tạo điều kiện cho hai bên giữa Việt Nam và Campuchia là coi như là thực hiện cái giao thương và giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng của hai nước. Ngoài cái tổ chức các cái phiên chợ này thì Sở cũng có nhiều cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn nữa, rồi coi như làm các cái điểm bán các cái sản phẩm nông thôn tiêu biểu để mà tăng cường cái quảng bá và xúc tiến thương mại ở các cái vùng biên giới. Thời gian qua, hoạt động thương mại biên giới giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri ngày càng được chú trọng, quan tâm phát triển. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới với Campuchia ước 11 tháng năm 2022 đạt 117 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Hạ tầng thương mại biên giới được quan tâm đầu tư, tạo tiền đề thúc đẩy các hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung và hai tỉnh Gia Lai-Ratanakiri nói riêng.